Lãnh đạo quận ủy, ủy ban nhân dân quận của Hà Sơn đã đến khen thưởng đột xuất công an quận vì đã có thành tích xuất sắc trong điều tra làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn quận. Trước đó khoảng 1 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11, chị Vân sinh năm 1994 vừa đi làm về đến nhà trọ tại địa chỉ 43 An Thượng 7, phường Bị An thì bị một thanh niên dùng dao khống chế buộc đưa tiền điện thoại. Sau khi lục túi lấy số tiền là 3 triệu đồng cùng chiếc điện thoại di động, đối tượng yêu cầu chị Vân mở mật khẩu và tài khoản ngân hàng để chuyển số tiền 4,7 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng, đồng thời uy hiếp chị Vân để thực hiện hành vi hiếp dâm. Nhưng lợi dụng sơ hở của đối tượng, nạn nhân chống cự quyết liệt, làm đối tượng bị thương ở bàn tay trái nên bỏ chạy. Nhận tin báo, công an quận tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng gây án. Đến 15 giờ ngày 1 tháng 12, lực lượng công an quận đã bắt giữ Nguyễn Hữu Hoàng Phong, sinh năm 2000, thường trú tại tổ 46 phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, tạm trú tại tổ 34 phường Phước Mỹ là đối tượng gây án. Tăng vật thu giữ gồm một điện thoại di động, một xe máy Atlas, phương tiện phong dùng để gây án. Hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ.